Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, ngày nay có những kẻ vong nô muốn đổi trắng thay đen, muốn phủ nhận công lao và xương máu của cha ông, đem sự nhu nhược hèn hà của lũ phản quốc để so sánh với sự hy sinh anh dũng của cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, đem hành động bán nước ương hèn của những kẻ tay sai mạc hàng để so sánh với những người đi cứu nước, sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, tương lai và hạnh phúc riêng tư vì ngày mai tươi sáng của dân tộc đem chữ hy sinh chữ anh hùng để quy trục áp đặt vào hành động bán nước để ca ngợi những kẻ kém cỏi còn những anh hùng thực sự thì bị lãng quên bị ngó lơ đúng là chân lý đã đảo lộn kẻ bán nước thì được ca tục còn những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ngoài chiến trường thì lại bị chúng phán xét cố tình bôi lem chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết người việt nam chân chính chẳng ai gọi lính ngụy là liệt sĩ tử sĩ anh hùng nước việt không thể chung mâm với lũ bán nước của lão chăn bò dương vương kinh người việt nam được thế giới nể phục bởi họ là những người anh hùng yêu nước thương nòi vô hạn và chính vì yêu nước thương ngòi có tinh thần đoàn kết nên họ đã kết lại thành một nguồn sức mạnh vĩ đại đủ sức đánh bại lũ cướp nước và bè lũ bán nước cũng chính vì họ yêu nước nên họ đã làm nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa thân phận người dân từ những kẻ nô lệ trở thành công dân của một nước Việt Nam tự do có một cuộc sống đầy đủ mà chưa bao giờ họ dám nghĩ dám mơ. Chiến công nối tiếp chiến công với thắng lợi to lớn của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã bắt thực dân Pháp xâm lược phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva, phải rút quân khỏi Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi họa đau thương chết chóc. Thế nhưng, đế quốc Mỹ chính là những kẻ đã phá hoại hiệp định Geneva, chính Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam Việt Nam Dựng Diệm lên làm Tổng thống và lập nên cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa Một chế độ tay sai thối nát và đê hèn nhất trong lịch sử Chính Diệm cùng gia đình hắn đã lập nên cái gọi là chế độ Tổng thống Và gây nên biết bao nhiêu tội ác Cái chết của Diệm vào cuối năm 1963 Chính là câu trả lời cho quy luật nhân quả mà người Á Đông vốn rất tin Và chế độ tay sai này vẫn tiếp tục tồn tại dưới bàn tay nuôi nấng của nước Mỹ Với gần 1.000 tỷ đô la thời giá hiện tại viện trợ trong 21 năm, nó đã đủ sức nuôi sống bộ máy tay sai chính quyền, đi chém giết và thảm sát và cũng biến miền Nam thành cái gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông mà nhiều kẻ ngày nay vẫn mơ tưởng và ảo vọng. Với thắng lợi của cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ trên không và buộc Mỹ phải cuốn xéo khỏi miền Nam Việt Nam để lại đứa con hoang bơ vơ và cuối cùng dưới sức mạnh như vũ bão của quân giải phóng, với sức mạnh của lòng chính nghĩa và ý chí khát khao độc lập, khát khao giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã quét sạch lũ bán nước và lũ cướp nước. Những kẻ tay sai đã phải cuốn gói chạy theo quan thầy để tị nạn vào ngày 30 tháng 4 1975. Cái ngày mà đám lưu vong cờ vàng ở vùng năm chiến thuật California vẫn gọi là ngày quốc hợp. Thế giới rất ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam bởi hơn ai hết họ là những người đã sống, chiến đấu và chiến thắng để giành độc lập tự do cho dân tộc họ và tiếp tục phát triển vững mạnh cho đến ngày nay họ biết đến những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó là những đạo lý muôn đời không bao giờ thay đổi. thế nhưng ngày nay có những kẻ vong nô muốn đổi trắng thay đen, muốn phủ nhận công lao và xương máu của cha ông, đem sự nhu nhược hèn hạ hà của lũ phản quốc để so sánh với sự hy sinh anh dũng của cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, đem hành động bán nước ơn hèn của những kẻ tay sai mạc hàng để so sánh với những người đi cứu nước, sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, tương lai và hạnh phúc riêng tư vì ngày mai tươi sáng của dân tộc. Đem chữ hy sinh, chữ anh hùng để quy trục áp đặt và hành động bán nước để ca ngợi những kẻ kém cỏi còn những anh hùng thật sự thì bị lãng quên, bị ngó lơ. Đúng là chân lý đã đảo lộn, kẻ bán nước thì được ca tụng, còn những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ngoài chiến trường thì lại bị chúng phán xét cố tình bôi lem những kẻ vong nô đó chính là đám rừng chủ Việt, đám Việt Tân và những cống cộng cờ vàng lưu vong hải ngoại và những kẻ là nhà sử học có chức có quyền đang tiếp tay cho chúng làm những chuyện dơ bẩn. Lịch sử là lịch sử, không ai được quyền phán xét lịch sử. Xét cho cùng, lịch sử đã phân định rõ vấn đề công tội đối với thế hệ đi trước. Chủ trương hòa hợp dân tộc là đúng đắn bởi đất nước đã hòa bình 40 năm. Kiều bào hải ngoại đã nhận rõ bản chất lừa đảo của đám Việt Tân và đồng bọn họ càng mong muốn trở về quê hương bản quán được góp sức mình và sự phát triển của đất nước nhưng chủ trương hòa hợp dân tộc không có nghĩa là coi đen là trắng coi tội là công vì vậy không ai được phép đưa chủ trương đúng đắn của đảng ra để làm cái cớ ngụy biện cho những hành vi xâm phạm phạm pháp và hành động sai trái của mình chuyện đám nô du và các đối tượng hoạt động chống phá đất nước kích động người dân vác thật tự giá ra tượng đài lý thái tổ để tổ chức tưởng niệm 74 lính Việt Nam Cộng hòa đã chết trận trong cuộc chiến bán nước năm 1974 là hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc, những kẻ đó không xứng đáng được tôn sùng, vinh danh, những người lính đó càng không xứng đáng được gọi là anh hùng hay liệt sĩ, những từ đó cao quý lắm, nếu kẻ nào dám dùng tùy tiện thì kẻ đó chính là kẻ tội đồ của dân tộc. Và ngay cả từ tử sĩ, những người lính trên cũng không xứng đáng được gọi bởi tử sĩ nói chỉ dùng cho những người chết vì nghĩa mặc dù họ có cống hiến hay chưa có cống hiến gì nhưng họ cũng có sự nghĩa khí khẳng khái sẵn sàng chết vì nghiệp lớn còn những người lính chết trận trong cuộc hải chiến năm 1974 họ tham gia cuộc chiến vì bị bắt buộc tham chiến với sự hèn nhát của những kẻ thứ bản lĩnh và nổ súng bắn vào nhau một cách máu lạnh không có chút tình người nào vì thế đừng bao giờ ảo vọng vào việc gọi chung những người lính chết trận phía Việt Nam Cộng Hòa với những người liệt sĩ đã hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là tử sĩ bởi tính chất của cuộc chiến tranh đã phân định rõ kẻ thất bại và người chiến thắng người chính nghĩa và kẻ tay sai và cái danh xưng này nó theo đuổi con người kể cả lúc họ đã chết đến ngàn năm vinh nhục vẫn rõ ràng bởi nó được đánh giá chính xác bởi sự minh chiết của những thế hệ hậu bối không một ai có thể đổi trắng thay đen hay đảo ngược giá trị lịch sử chân chính cao quý của dân tộc Việt Nam.